Hello nha em, nay tiệm mới về cái ZX đẹp quá nè mình, anh review lên cho anh em xem nha nè. Xe này cái chất máy cái bằng cứng, cái chất máy nó đẹp, cơ bản rất đẹp. Áo sống lông lá thì cũng có chỉnh sửa chút đỉnh ha. Cái phần lọc lá đó thì nói chung cũng không quan trọng nhiều, chỉnh sửa đỉnh cho nó đẹp lại. Ví dụ như cái tem này thì em thấy nó nhìn nó có dán lại nè, dán lại ha, bởi vì nó còn đẹp. Còn bẩn này thì phải mua bốn cánh mới luôn. Bẩn thường thường là đi trước ha, mua bốn cánh mới. Đèn đẹp ha, đầu đèn này zin nè, đèn zin nè, cái này cũng còn zin luôn nè. Còn cái dè này có bắn nè, có bắn nó khúc mũi như này lên xíu nè. Nói chung có chỉnh ha, lông lá áo sống được phép nó báo tổng thể gì đi để cho nó dễ, cho anh em dễ hình dung nha. Nè, cầm đèn này còn zin nè ha, đèn nhỏ sống vuông nè, đúng ZX luôn, đẹp. Bạc sơn phục trước ha, bạc sơn phục trước, lốc máy đẹp nè mày, lốc máy đẹp. Lắp nhựa này thì khỏi tính đâu, cái phần này cái dạng như cũng mua cũng dễ ha. Mở ra gắn vô rồi cũng dễ rồi, mở ban ốc rồi thay này. Mới lắp nhựa này mấy chục ngàn, quan trọng cái này đẹp này. ốc màu không luôn như này, màu đó thấy không, đẹp. Ha, giờ mình giờ thắng là dân chơi, giờ mình thắng là biết liền rồi em ha. Cái này còn dính chứ, bô đẹp. Này chắc 2 năm rồi, 2 năm. Lắm nha em. Xe này lúc mua về là cái bình nước hồi xưa còn luôn á, nhưng mà nó hư rồi thì anh em cũng thay bỏ, thay lại bình khô cho anh em xài nha. Đẹp lắm ha, quá đã luôn. Sườn nè, sườn đẹp. Cái gấp đó nó dơ rồi em ơi, nó dơ nha, nó dơ, nó dợp sơn anh em ơi, nó dợp sơn xíu như này thôi. Ở trên này đẹp, ở trên này, cái này nó chốc sơn, cái này về mình vệ sinh ra nó lại thôi, không có thua gì đâu. Cái đó cầm con màu, cầm vàng. Cái hụt này thì hụt này kiểu này thì thấy có xì anh em thấy không nè. Áo khúc này zin nè, đó thì zin nó vậy đó em, dòm nữa nhìn em biết liền ha, thấy chày rõ ràng, thấy chày cũ 5 tháng chút xíu rõ ràng ha. Cái này cũng vậy nè, còn zin nè. Nói chung là áo sống lông lá thì có chấm chỉnh thôi, tổng tổng hợp vậy cho nó dễ, cho nó lẹ, đỡ tốn thời gian cái thời lượng video anh em ha. Xe này là thương cái chất máy, chất máy ốc tán đầu dữ quá, cầm một cái kiểu dạng nín luôn. Cái này còn riêng chưa, đẹp anh em ha. Màu mộc anh em dòm xe nó zin, xe không có đầm ốc, nó màu mộc gì đó, nó màu mộc gì
dù nó có trên lệch thì cũng do thời gian thôi, nó dũng cho vị trí thời gian làm giờ mình biết ha anh em ha. Cục cao su này còn nè, mòn lắng mòn lơ luôn. Mấy cái này anh em mở ra là còn đẹp lắm nha, lốc máy đẹp anh em ha. Ốc nhà nghính rồi anh em ơi, phê lắm. Căn đẻ cuộc trước thì có phát phát đây nè, phớt cái đây nè. Đó. Xe này chắc là dẫn bất khẩu khóa đó nè, đúng rồi nè, bất khẩu khóa nè ha, ổng phớt mặt ngoài. Đây là xe cũ mà nó cũng phải này nọ đó, thời gian này nọ theo cái tánh nết của người sử dụng thôi. Trước đó nhỏ cái này bút kích nè, này bút kích nè, con lá cờ còn nè, nè cái cờ nó còn nè, ghê chưa, nắp cò này chưa chỉnh luôn nè, đó ở dưới luôn đó, ốc nè đó, em không có mở led nha nè, đó mở led sẽ chá nên khó xem hết, biết cái chất máy đẹp, chất máy đẹp quá. Chưa có mở, chưa có chỉnh, chưa có đụng đâu á đó. Đó lên led cho nó sáng lên coi nè, quá phê. Lội vô đây rồi không muốn giật cái điện thoại ra nha anh em, quá đã luôn. Là xe này cái máy chắc thiệt, chắc tiếng nhất ít chứ đa số là nó gà nha anh em, máy nó hơi gào nhẹ đó. Để cái đặc trưng cái dòng nó thôi, do cái chất lượng cái chưa bằng sao ta, cái hệ thống đúng rồi, cái hệ thống sơn cam nó các kiểu thôi. Cái này chắc máy hết biết chưa anh em, đội vô phê luôn ha. Quay ngâm cho anh em coi luôn cho ông chơi, cái kiểu quay vòng vòng đá hoặc là chụp vòng vòng đá thiếu đầu bò luôn nha anh em. Áo đẻo thôi xe đó, áo đâu rồi, cái đát áo thôi xe đó, quá trời cái đầu máy đẹp anh em ơi, cục máy luôn, nguyên cục máy đẹp. Còn lông lá này kia đồ chỉnh chu để cậy không sao đó, nhưng giữ viên cơ bản là giữ viên hết. Kim đó ao nha anh em, quá đẹp, máy dữ, nồi bọng là không có chỉnh luôn nha anh em, chưa có chỉnh luôn á, ốc có đẹp, quá trời đẹp. Nãy giờ bao nhiêu đó, giờ cái này với cái đầu bò thôi là thấy là không nói nữa, xuống lúa luôn. Đi mua xe là đang mê với đít là xin số tài khoản có phép ngay mà luôn. Không khối không bọng gì đâu nha anh em, test cho anh em đàng hoàng đâu đó rõ ràng đó, cho anh em an tâm. Đây cái mua online là phải dạng như tin tưởng như lắm mà mới được chứ nè. Gặp cái chiếc Rojan mà màu tím bánh cũng nhớ nè, thì mình rất ít nha. Như thế này nó vẫn có cái màu gì nó màu tím giống Rojan nè, màu tím. Hết biết cái máy, máy gấu lắm.
kể cả thằng này luôn nha anh em. Anh em mua về đừng có nó kêu là cái bô không giòn nha anh em ơi. Mấy này bô nó không giòn đâu. Đèn đốm đầy đủ hết. Pha quýt đầy đủ hết. Chắc tới mấy cái này rồi chưa đóng ra để mà vô dầu nè. Thấy không? Mấy cao su gì nó còn chân. Hết cái bếp máy. Quá đẹp, ốc sáng. Giờ ở ngoài nó chuyển mưa nó hơi tối, còn cái ốc này đẹp đó nè, còn đẹp mấy cái chút đỉnh như nào sao đâu anh em ơi. Cái này về vệ sinh sạch sẽ ra mua lon nó sơn bạc chấm chấm nó lại. Chấm chấm nó lại. Chạy cái đất đá rồi nó quất vô đó rồi đầu ngày là lúc mà nó phá phá. Sườn đẹp luôn. Quá đẹp. Ốc nền ốc miết vậy. Thấy chưa? Quá đã luôn vậy nè. Con trên vàng khè luôn á. Cổ bọng đồ anh em mở ra nó vàng khè trong á. Mở xe này anh em về anh em lột vàng áo nhìn nó trong nhìn là bê-xê-lết. Đẹp lắm anh em. Cái này có thay nè. Thấy không? Cái nào thay nó thay nha nè. Chưa mở ra luôn. Xe cam cò chưa chỉnh chưa tăng. Chưa chỉnh chưa tăng. Cam nồi cò. Gon lá cờ còn luôn. Gon lá cờ luôn. Đầu 54. Thái gọi đây. Phê thiệt chứ. Anh em dợm ngoài nó đã nữa anh em, dợm ngoài đẹp nữa. Dợm ngoài nó có độ trong trong nhất định đẹp lắm. Đầu 50. À xin lỗi 51. Đầu 51. Đầu máy sạch hết có biết không? Thấy chưa? À, anh em giờ biết cả thấy cái bô bánh luôn à. Đó, cái bô đó. Thấy chưa? Nằm trong kẹt trong đó mà anh em thấy là nó còn màu nè. Mấy cái mà hơi ngẩn đó anh em có thể vệ sinh ra được á. Nếu mà cái cổ bô nó trống. Nó không có dĩ á. Máy nổ anh em nghe chưa? Kiếp. Rồi, quá dữ cho một chiếc giấy đít. Bạc sơn ốc tán quá đẹp. Áo sống thì có tinh chỉnh. Đó. Còn nắp xúc bắp cò này, nồi này kia đồ chưa có đụng gì vô hết luôn. Ha. Rồi, anh em nào khoái thì alo dần sang trường nha nè. Chứ cái chắc xe này phép thấy mua cũng không hơi bị khó đấy. Rồi, giá 34 triệu nha. Xin cảm ơn.